Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Côn Sơn, làng Chu Thị, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà nguyên nhân của nó tương đối gây tranh cãi. Và nó là một bài học về lòng người, về tình người, về lời hứa và cả những vấn đề khác xoay quanh về trách nhiệm, quyền lợi, cả sự đố kỵ và cách cư xử giữa người với người. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Mùa đông năm 2011 là một mùa đông lạnh giá hơn mọi năm. Thời tiết cả ngày buốt giá, chỉ có buổi chiều là có chút hửng nắng hơn. Vậy nên vào chiều ngày 18 tháng 12 năm 2011, ông Du, một người dân làng Chu Thị như thường lệ chèo thuyền dọc theo con kênh gần nhà để buông lưới. Ông Du sống một mình, nuôi một con chó trắng rất tinh khôn. Hôm đó, ông Du cũng mang theo con chó lên thuyền như mọi khi. Lúc mà chèo thuyền qua quãng hẹp nhất của con kênh, nơi có một dải đất mà cỏ mọc lấn ra đến gần giữa dòng, con chó trắng bỗng nhiên hướng về phía bụi cỏ tùm đó, sủa rất dữ dội. Ông Du cảm thấy dường như có điều gì đó bất thường, liền chèo sát lại gần hơn để quan sát. Ông ấy phát hiện trên mặt sông có một vật thể gì đó đen đen, nhìn như là một túi ni lông, nhưng nó phồng lên, dường như có vật gì đó bên trong. Vậy nên ông ấy đã chèo sát lại gần và thử lôi cái túi ra xem sao. Lập tức ông Du chết điếng người. Phía dưới lớp túi lộ ra một nửa gương mặt người biến dạng, đã tái nhợt và sưng phù. Ông Du hoảng hốt lùi vội về đằng sau. Nhưng ông ấy đang đứng trên thuyền mà. Vậy là mất đà, chiếc thuyền chòng chành. Cả người lẫn chó đều ngã nhào hết xuống sông. Ông Du kể lại, khi đó sợ quá, cũng không dám lại gần con thuyền nữa, vì nó gần chỗ cái xác quá. Vậy nên ông ấy vội vàng bơi sang bờ bên kia rồi báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường và vớt thi thể lên trên bờ, họ thấy phần đầu thi thể bọc trong vài chiếc túi ni lông đen. Sau khi gỡ hẳn chiếc túi ni lông bọc trên đầu thi thể ra, họ thấy một nửa gương mặt của nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn. Nhiều vết thương khiến gương mặt bầm dập, có vết thương gây lún vỡ hộp sọ. Người chết là một người đàn ông, thi thể anh ấy hoàn toàn khỏa thân, không tìm được bất cứ trang sức hay vật dụng tùy thân gì khác. Căn cứ vào kích thước và độ cong của vết lún trên hộp sọ phán đoán, hung khí có thể là một cái mỏ lết cỡ lớn hoặc gậy sắt có đường kính 1,5 cm. Lúc đó, khám nghiệm pháp y sơ bộ có những thông tin như sau. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Thời gian tử vong khoảng hơn 2 ngày trước, nạn nhân bị mất hai bàn tay, vết chặt còn mới và rất sắc bén, kiểu như một nhát là xong luôn. Với thể lực như vậy cho thấy, hung thủ khả năng cao là một người đàn ông khỏe mạnh. Tiếp tục quan sát ở hai bàn chân của thi thể, chưa xuất hiện hiện tượng lột găng tử thi. Mà theo như chúng ta đã biết, nếu bị ngâm từ 24 đến 48 giờ dưới nước, thì lớp biểu bì trên cơ thể bắt đầu tách rời. Ở gan bàn tay và chân xuất hiện hiện tượng lột găng và lột bít tất. Vậy thi thể này ở dưới nước chưa quá 48 tiếng. Và căn cứ vào thời điểm anh ấy chết, có thể thấy hung thủ đã che giấu thi thể ở đâu đó trong khoảng một thời gian 6-7 tiếng hoặc là nhiều hơn trước khi hắn phi tang xuống con kênh này. Vậy thì hiện trường vụ án phải ở trong một không gian kín như phòng riêng chẳng hạn, và nạn nhân với hung thủ phải có quen biết với nhau. Bây giờ mọi người hãy cùng Duy quan sát địa hình của khu vực tìm thấy thi thể của nạn nhân nhé. Đoạn kênh rạch này là chảy theo hướng Bắc Nam. Đoạn lớn nhất của nó thì phải tương đương với một con sông nhỏ với chiều rộng khoảng 36 mét. Còn đoạn nhỏ thì chỉ khoảng chục mét. Và cách nơi phát hiện thi thể khoảng chừng 40 đến 50 mét có một cây cầu xi măng bắc qua con kênh. Cảnh sát đã kiểm tra cây cầu này và phát hiện vài vết máu ở trên cầu. Như chúng ta đang nhìn thấy ở trên lòng cầu, có một vết máu to khoảng bằng bàn tay người lớn. Cách đó khoảng 1 mét lại tìm thấy trên thành cầu có một vết máu nhỏ hơn, nhìn giống như vết nhỏ giọt, kích thước khoảng 1 cm. Khi đi xuống phía chân cầu, tìm thấy một chiếc áo thu đông chất nỉ, là áo dài tay màu trắng, cổ viền đen, trên áo có nhiều vết máu. Qua xét nghiệm đã xác định được những vết máu này đều là của nạn nhân. Vậy thì có thể dừng lại tình huống như sau. Hung thủ lái xe chở thi thể nạn nhân lên cầu. Khi tới giữa cầu, hắn kéo thi thể của nạn nhân từ trên phương tiện xuống đất, chuẩn bị phi tang. Vậy thì vị trí vết máu to bằng bàn tay người lớn
là từ đầu của nạn nhân bị thương tích và dập nát thấm xuống. Tại đây, hắn đã lột quần áo của nạn nhân trước khi bê thi thể anh ấy ném qua cầu và để lại vết máu nhỏ giọt trên thành cầu. Sau khi phi tang xong, hắn lái xe trở về nhà và ném chiếc áo của nạn nhân vào chân cầu. Còn thi thể của nạn nhân sau khi bị ném xuống kênh đã trôi theo dòng nước về phía nam con sông và mắc kẹt lại ở đoạn hẹp nhất. Ngoài chiếc áo của nạn nhân thì tìm khắp khu vực không có bất kỳ vật dụng nào khác. Cảnh sát tiến hành so sánh DNA, nhưng DNA của anh ấy cũng không trùng khớp với bất cứ trường hợp nào trong dữ liệu DNA quốc gia. Vậy thì có lẽ người này chưa từng phạm tội. Sau khi giả soát khắp quãng sông, cũng không tìm thấy hai bàn tay của nạn nhân. Vậy nên không có dấu vân tay để so sánh. Do nơi đây thuộc khu vực giao nhau giữa thành thị và nông thôn. Hơn nữa, khi đó là năm 2011, các thiết bị giám sát công cộng chưa được hoàn thiện. Vì vậy không tìm được bất cứ dữ liệu giám sát nào, không có chút manh mối gì về hung thủ. Cảnh sát chỉ có thể theo hướng điều tra truyền thống, nhất là thành lập tổ chuyên án nhóm, rồi rà soát trong khu vực xem có ai mất tích không. Sau đó họ tìm được một vài trường hợp báo cáo mất tích có độ tuổi tương đương. Nhưng sau khi tìm được những người trong danh sách đó thì thấy, có người thì trốn nợ đến nơi khác sinh sống, có người lại bỏ vợ con đi theo nhân tình. Không có trường hợp nào thực sự mất tích mà có các đặc điểm ngoại hình giống nạn nhân. Do vụ án này tìm thấy thi thể vào ngày 18 tháng 12, nên được đặt tên là án 1218. Cảnh sát đi khắp các huyện để tìm kiếm và ghi lại hàng trăm thông tin khác nhau từ người dân cung cấp, nhưng đều sàng lọc và loại trừ hết. Mặc dù huy động rất nhiều nhân lực để điều tra, nhưng không có kết quả gì. Thời gian cứ thế trôi qua, từ năm này qua năm khác, cảnh sát phụ trách phá án đã thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Nhưng vụ án xảy ra vào mùa đông năm 2011 vẫn chưa có lời giải. Năm nào tổ chuyên án cũng tổ chức họp, phân tích lại tình huống và vấn đề của vụ việc này để xem có bỏ sót thông tin nào không, có thể suy luận theo hướng nào để tìm điểm đột phá. Cứ vậy cho tới năm 2016, cảnh sát thành phố Tô Châu bắt đầu áp dụng công nghệ so sánh ảnh chân dung tĩnh. Công nghệ mới này có nghĩa là tạo ra một hệ thống mà dựa trên đặc điểm khuôn mặt, nhưng mà đường nét phải tương đối rõ ràng, thì bất kể là từ ảnh chụp hay là video cũng được. Sau khi quét hình ảnh, hệ thống sẽ tự động so sánh với ảnh chụp của những người đang có sẵn trong kho hệ thống danh tính để xác định xem người trên video hay trên ảnh chụp đó là ai. Từ đầu năm 2016, cảnh sát đã sử dụng hệ thống quét ảnh chân dung tĩnh này và so sánh thành công nghi phạm của hai vụ án hình sự, nên công nghệ này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với việc phá án. Vậy nên tháng 2 năm 2016, tổ chuyên án 1218 quyết định thử sử dụng hệ thống so sánh ảnh chân dung tĩnh để tìm kiếm danh tính nạn nhân. Nhưng khi so sánh lần đầu, vì ảnh chụp gương mặt của nạn nhân bị hỏng mất một nửa mặt do thương tích nghiêm trọng, lại còn bị ngâm nước nên đã phù nề, biến dạng. Vì vậy kết quả so sánh lần đầu tiên không được tốt lắm, trả về hơn 1.000 kết quả có độ tương đồng. Vì vậy sau đó, cảnh sát lại lấy lại bức chân dung từ năm 2011 do chuyên gia hình sự vẽ phục chế lại dựa vào các nét trên gương mặt của nạn nhân để xác định chân dung của gương mặt anh ấy trước khi bị tổn thương thì nhìn như thế nào. Sau khi dùng bức hình vẽ lại này để tiến hành so sánh một lần nữa, và lần này thì kết quả tốt hơn nhiều, trả về tổng cộng 30 người phù hợp trên hệ thống. Vậy là sau 5 năm, vụ án đã có hướng điều tra mới. Cảnh sát mở cuộc điều tra tập trung xoay quanh 30 người này. Theo thông tin trên hồ sơ danh tính của 30 người phù hợp, cảnh sát gọi điện thoại cho từng người một. Nếu như liên lạc không được, họ sẽ tới tận nơi tìm hiểu thông tin qua người thân. Cứ thế mà cảnh sát sàng lọc từng trường hợp, cho tới tháng 4 năm 2016, thì chỉ còn lại một người đàn ông tên là Trương Lượng, hiện tại đang mất tích. Nhưng người này lại không ở gần khu vực Côn Minh, Giang Tô, nơi tìm thấy thi thể, mà quê quán anh ấy ở huyện Đại Minh, tỉnh Hà Bắc, tức là hai nơi này cách nhau gần 1.000 km. Trương Lượng sinh năm 1982, chưa kết hôn nhưng đã có một đứa con gái. Năm 2011 thì anh ấy 29 tuổi, rất trùng khớp độ tuổi với nạn nhân theo báo cáo pháp y. Một điều khá bất ngờ là Trương Lượng chính là đối tượng bị cảnh sát Côn Sơn truy nã trên mạng trong nhiều năm qua vì gây ra một vụ chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Không chỉ thế, còn có án tích một lần cướp tài sản bị phạt 3 năm tù. Nhưng mà bây giờ, giả sử đặt trường hợp Trương Lượng thực sự là nạn nhân bị sát hại trong án mạng 1218, thì tại sao khi đã xét nghiệm DNA lại không trùng khớp,
trong khi đó là đối tượng đang bị truy nã. Thực ra là như thế này. Anh ta có một án tích cũ là cướp tài sản. Nhưng thời điểm đó công nghệ DNA thì chưa phổ biến, nên mặc dù là đi tù, nhưng cũng chưa từng lấy DNA. Sau này tới năm 2009, khi anh ta gây ra thêm một vụ án chiếm đoạt tài sản nữa, khi mà công nghệ DNA đã phổ biến hơn, thì do vẫn chỉ là đang truy nã Trương Lượng, chứ chưa có bắt được anh ta, nên chưa xét xử, cũng không có DNA trên dữ liệu tội phạm quốc gia. Còn dấu vân tay của Trương Lượng trên hệ thống thì có rồi, nhưng mà hung thủ lại chặt bỏ hai bàn tay của nạn nhân, khiến cũng không thể so sánh. Để làm rõ xem Trương Lượng có phải là nạn nhân vụ án 1218 hay không, thì cảnh sát Côn Sơn lập tức lên đường đến quê nhà của Trương Lượng ở huyện Đại Minh, Hà Bắc để tìm hiểu thêm về tình hình. Sau khi lấy DNA của bố mẹ Trương Lượng đem về so sánh, xác định có quan hệ huyết thống trực hệ với thi thể trong vụ án 1218. Điều này đã xác nhận Trương Lượng chính là thi thể vô danh đó. Như vậy là sau gần 5 năm, cuối cùng cảnh sát đã xác định được danh tính nạn nhân. Bố mẹ của Trương Lượng nhận được tin con trai đã bị sát hại thì rất bàng hoàng. Họ nhiều năm không liên lạc được với con trai và cũng không thấy Trương Lượng liên lạc về nhà. Họ chỉ nghĩ đơn giản là do Trương Lượng đang bị cảnh sát truy nã nên phải trốn chui trốn lùi, không dám liên lạc với người thân, chứ hoàn toàn không biết rằng anh ấy đã bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy từ năm 2011. Lúc này thì anh trai của Trương Lượng đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Anh ấy nói rằng vào cuối năm 2011, Trương Lượng có lén lút liên lạc với anh ấy một lần. Trong cuộc gọi đó, Trương Lượng sử dụng một sim điện thoại lạ, tâm sự rằng đang rất buồn do vợ bỏ đi rồi nên bây giờ phải đi tìm vợ. Nhưng sau cuộc gọi lần đó thì thực sự gia đình không còn nhận được tin tức gì về Trương Lượng nữa. Theo người nhà Trương Lượng cho biết, Trương Lượng quen biết và yêu một người phụ nữ tên là Lãnh Tiểu Yến khi cùng đi làm thuê vào năm 2008. Thực ra hai người này chưa từng đăng ký kết hôn hay là tổ chức đám cưới, nhưng họ được cả hai bên gia đình ủng hộ nên nhiều người cứ nghĩ rằng họ là hai vợ chồng. Chỉ là họ cứ thế dọn về sống chung thôi. Vào đầu năm 2009, hai người sinh được một bé gái. Cuối năm 2009 thì Trương Lượng bị tình nghi tội lừa đảo thẻ tín dụng rồi bị truy nã. Lúc đó cảnh sát còn đến nhà Trương Lượng vài lần để làm công tác tư tưởng cho người nhà anh ta, muốn thông qua người nhà của Trương Lượng để vận động anh ta ra đầu thú. Bởi vì Trương Lượng chiếm đoạt số tiền qua thẻ tín dụng lần đầu tiên là số tiền cũng không lớn lắm, lần đó chỉ vài chục nghìn tệ, nên hình phạt cũng sẽ không nặng lắm. Nhưng Trương Lượng không chịu mà còn làm thêm vài vụ chiếm đoạt tài sản như thế nữa. Bố mẹ Trương Lượng còn kể lại, khi đó Lãnh Tiểu Yến cũng khuyên Trương Lượng ra đầu thú, còn nói là dù có bị kết án bao nhiêu năm thì cũng sẽ đợi. Vậy nhưng sau đó, Trương Lượng lén lút trở về đón Lãnh Tiểu Yến đi theo, bỏ lại con gái cho bố mẹ nuôi dưỡng. Đến năm 2011, trong một cuộc điện thoại mà Trương Lượng gọi về cho anh trai thì tâm sự rằng Lãnh Tiểu Yến đã chia tay và rời đi rồi, giờ anh ta chỉ có một mình. Và Trương Lượng cũng từng nói với anh trai rằng sẽ đi tìm Lãnh Tiểu Yến. Sau cuộc gọi đó thì Trương Lượng bật vô âm tín, không còn bất cứ tin tức gì trong suốt 5 năm qua. Việc Trương Lượng không liên lạc về vì đã bị giết vào năm 2011 thì đã đành. Nhưng mà ngay cả Lãnh Tiểu Yến cũng chưa từng liên lạc với ông bà Trương trong suốt 5 năm qua, trong khi con gái của Lãnh Tiểu Yến đang do bố mẹ của Trương Lượng nuôi dưỡng. Tại sao cô ta lại không hề gọi hỏi thăm con gái mình một cuộc nào? Điều này có chút lấn cấn. Bởi vì nếu như trong lúc cô ta bỏ trốn chung với Trương Lượng thì không dám liên lạc vì sợ bị cảnh sát dò tìm theo và bắt được cả hai người. Nhưng mà sau khi cô ta đã chia tay với Trương Lượng và trở về quê nhà, vậy thì không còn liên quan hay phải trốn tránh nữa rồi. Tại sao cô ta lại không gọi hỏi thăm về con gái một cuộc nào trong suốt 5 năm? Cô ta đang trốn tránh hay sợ hãi điều gì? Từ điểm này, cảnh sát cảm thấy Lãnh Tiểu Yến rất đáng nghi. Thêm nữa là vào thời điểm phát hiện ra thi thể vào năm 2011, cảnh sát đã phán đoán hung thủ có quen biết với nạn nhân và cũng có nghi ngờ là hung thủ biết nạn nhân từng phạm pháp nên mới cắt bỏ hai bàn tay. Nhưng án của Trương Lượng là án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền không lớn lắm nên cũng không bị cảnh sát dí gắt lắm đâu, vì họ phải ưu tiên truy nã các vụ trọng án khác hơn. Vậy nên ngoài cảnh sát và gia đình Trương Lượng thì ít ai biết anh ta từng bị cảnh sát truy nã. Việc hung thủ chặt bỏ hai bàn tay của nạn nhân cho thấy
dường như hắn biết rõ điều này. Lãnh Tiểu Yến đương nhiên càng biết rõ hơn ai hết, vì cô ta đã chạy trốn cùng Trương Lượng một thời gian dài mà. Vậy thì xét theo hàng loạt tình huống bất thường như vậy, kể từ sau khi Trương Lượng mất tích vào năm 2011, thì Lãnh Tiểu Yến quả thực có nghi vấn giết người, chỉ là động cơ của cô ta là gì? Cảnh sát đã xem lại các tài liệu liên quan đến vụ án trộm cắp tiền từ thẻ tín dụng của Trương Lượng vào cuối năm 2009. Cụ thể là vào tháng 12 năm 2009, cảnh sát liên tiếp nhận được báo cáo từ người dân về việc tiền trong thẻ ngân hàng của họ không hiểu sao lại bị chuyển đi. Số tiền lớn nhất thì gần 100.000 tệ, còn số tiền nhỏ thì cũng hơn 20.000 tệ. Điểm chung của các nạn nhân bị mất tiền đều là những người chơi cổ phiếu. Số tiền bị đánh cắp cũng là tiền trong tài khoản chứng khoán của họ. Sau khi điều tra, cảnh sát thấy rằng số tiền trong tài khoản chứng khoán của họ đã bị chuyển thông qua một ứng dụng trên điện thoại gửi vào một thẻ ngân hàng mới mở. Tiếp tục kiểm tra thẻ ngân hàng đó, thấy phát sinh giao dịch tại khu vực Tô Châu. Khi điều tra thêm, cảnh sát phát hiện ra thủ đoạn của kẻ lừa đảo như sau. Hắn ta đã đánh cắp mật khẩu tài khoản giao dịch chứng khoán của nạn nhân khi họ click vào một số link độc hại, rồi lấy được các thông tin làm giả chứng minh nhân dân của nạn nhân. Chúng đến ngân hàng nào đó mà nạn nhân chưa từng mở tài khoản. Tại đây, chúng mở một tài khoản bằng thông tin tên tuổi của nạn nhân. Tiếp theo, chúng liên kết số thẻ ngân hàng đó với tài khoản chứng khoán. Cuối cùng là chuyển tiền trong tài khoản chứng khoán vào thẻ ngân hàng rồi chiếm đoạt. Bởi vì thông tin của thẻ ngân hàng liên kết và rút tiền của nạn nhân là do kẻ lừa đảo tạo bằng chính thông tin của họ rồi rút tiền, thành ra rất kín kẽ. Hắn ta không để lại bất cứ manh mối gì về danh tính bản thân, gần như không có cách nào để tìm kiếm. Nghe thì có vẻ nguy hiểm và rất thông minh, đúng không ạ? Vậy thì làm sao để cảnh sát điều tra ra Trương Lượng là chủ mưu của vụ lừa đảo thẻ tín dụng này? Nó lại đơn giản lắm luôn. Chuyện là như thế này. Mọi người cùng nhìn lên màn hình với Duy đi ạ. Chúng ta đang nhìn thấy một trong nhiều góc quay của camera tại cây ATM ở Tô Châu. Nó đã ghi lại được hình ảnh của một người đàn ông khoảng từ 25 đến 30 tuổi. Anh ta lần lượt mang theo nhiều thẻ ngân hàng làm bằng thông tin của các nạn nhân và rút tiền. Nhưng đối lập với cách thức chiếm đoạt tiền bằng công nghệ cao và kín kẽ như vậy, thì trong video này, anh ta không đội mũ, không đeo khẩu trang, cứ thế mà khoe thẳng mặt vào máy quay như vậy. Sau khi kiểm tra hết các lịch sử giao dịch của các thẻ ngân hàng, cảnh sát phát hiện anh ta đã chuyển 60.000 tệ, là khoảng hơn 200 triệu tiền mình, từ thẻ của nạn nhân vào tài khoản của một người phụ nữ có tên là Lãnh Tiểu Yến. Cảnh sát cho rằng có lẽ bị hạn mức rút tiền mỗi ngày. Với thẻ có gần 100.000 tệ thì không thể nào rút hết được. Có lẽ sợ nạn nhân phát hiện ra bị mất tiền thì sẽ lập tức phong tỏa tài khoản. Nên ngoài việc rút hết định mức thì còn chuyển tiền vào tài khoản khác của người thân nào đó của anh ta. Sau đó qua điều tra xác minh thêm, cảnh sát tìm được địa chỉ của Lãnh Tiểu Yến và cũng biết được người đàn ông trẻ tuổi trên camera chính là Trương Lượng, chồng của cô ta. Với số tiền 60.000 tệ đã chuyển vào tài khoản của Lãnh Tiểu Yến, vậy thì cô ta có tham gia vào vụ án lừa đảo năm 2009 hay không? Sau khi tiến hành điều tra Lãnh Tiểu Yến, cảnh sát thấy rằng thời điểm tháng 12 năm 2009 thì Lãnh Tiểu Yến mới sinh con gái được mấy tháng, nên vẫn luôn ở nhà chồng để chăm sóc đứa trẻ, chỉ có Trương Lượng ra ngoài kiếm tiền. Hơn nữa, qua điều tra lịch sử viễn thông thấy rằng cô ta và Trương Lượng không hề có tin nhắn nào liên quan đến vụ trộm cắp tiền từ thẻ tín dụng. Vì thế nên không đủ bằng chứng và cảnh sát Côn Sơn không thể kết luận Lãnh Tiểu Yến có liên quan tới vụ việc thẻ tín dụng, nên họ chỉ truy nã Trương Lượng. Vậy mà giờ đây Trương Lượng đã chết, vậy Lãnh Tiểu Yến đang ở đâu? Xem xét lại tình huống vụ án thì nguyên nhân gì khiến Trương Lượng bị sát hại? Có phải liên quan đến vụ án trộm cắp tiền từ thẻ tín dụng năm 2009 hay không? Và cái chết của Trương Lượng có liên quan đến Lãnh Tiểu Yến hay không? Theo điều tra của cảnh sát, sau khi Trương Lượng gây ra vụ lừa đảo vào tháng 12 năm 2009, thì đến năm 2010 đã về đón Lãnh Tiểu Yến bỏ trốn cùng, bỏ lại con nhỏ cho bố mẹ già nuôi dưỡng. Hai người sống cùng nhau được hơn một năm. Tới đầu năm 2011, Lãnh Tiểu Yến đã chia tay với Trương Lượng rồi trở về quê hương của cô ta ở Tứ Dương, Giang Tô. Tại đây, cô ta kết hôn với một người đàn ông ở địa phương rồi sinh thêm một đứa con nữa. Lúc này thì cảnh sát cảm thấy sự nghi ngờ đối với Lãnh Tiểu Yến càng lúc càng cao. Bởi vì trước đây, Trương Lượng từng gọi điện về nói với anh trai về việc Lãnh Tiểu Yến đã chia tay với anh ta. Trương Lượng còn nói thêm rằng
sẽ đi tìm vợ về. Vậy mà sau khi bỏ về quê nhà, thì Lãnh Tiểu Yến đã nhanh chóng kết hôn với người đàn ông khác. Như vậy thì có phải là vì chuyện tình cảm phức tạp rắc rối này mà Trương Lượng đã rước lấy họa sát thân hay không? Lúc đó cảnh sát đã đến gặp chồng hiện tại của Lãnh Tiểu Yến là Cao Thiên Dư. Họ rất nghi ngờ người đàn ông này. Vậy nhưng trong quá trình thẩm vấn, họ lại phát hiện ra Cao Thiên Dư trước đây từng bị kết án vì tội cố ý gây thương tích trong một vụ ẩu đả sau khi kết hôn chỉ 2 tháng. Và theo hồ sơ thi hành án của anh ta là đi tù từ tháng 9 năm 2011 cho tới tháng 1 năm 2012. Vậy thì anh ta không thể nào sát hại Trương Lượng vào tháng 12 năm 2011 được. Tiếp tục điều tra về Lãnh Tiểu Yến, cảnh sát phát hiện Lãnh Tiểu Yến chưa từng đến Côn Sơn trong khoảng thời gian Trương Lượng bị sát hại. Vậy thì có vẻ như cái chết của Trương Lượng không liên quan đến cô ta. Còn với việc tại sao Trương Lượng lại chuyển 60.000 tệ vào tài khoản của Lãnh Tiểu Yến, thì cô ta nói rằng hoàn toàn không biết. Sau khi Trương Lượng chuyển xong thì Lãnh Tiểu Yến mới biết. Cô ta liền hỏi Trương Lượng là sao lại có nhiều tiền đến thế. Nhưng Trương Lượng không giải thích gì mà chỉ nói rằng đừng hỏi nữa, cứ vậy đi, chứ càng biết nhiều thì càng không tốt đâu. Lãnh Tiểu Yến nói thêm là mặc dù cô ta không biết số tiền này Trương Lượng lấy từ đâu ra, nhưng khi đó cô ta biết Trương Lượng đang thất nghiệp, mấy tháng lang thang bên ngoài, không gửi tiền bỉm sữa gì cho con. Giờ đột nhiên gửi số tiền lớn như vậy, cô ta cảm thấy 60.000 tệ này chắc chắn có vấn đề, là số tiền không minh bạch gì. Nên cô ta không hề động đến số tiền này, dù thiếu tiền cũng không dám rút ra xài. Ngay sau đó, số tiền 60.000 tệ đó cũng đã bị đóng băng tài khoản. Các lời khai của Lãnh Tiểu Yến đã được đối chiếu và xác nhận việc cô ta không có liên quan tới vụ trộm cắp tiền từ thẻ tín dụng. Nhưng mà dù sao cô ta cũng đã sống bên cạnh Trương Lượng mấy năm. Vậy thì liệu về cái chết của Trương Lượng, Lãnh Tiểu Yến biết được gì và có thể cung cấp được những thông tin gì? Cô ta có nghi ngờ ai không? Lãnh Tiểu Yến nói rằng, đối với cái chết của chồng cũ, cô ta cũng rất đau lòng. Bởi vì dù sao cũng từng chung sống với nhau, cũng là tình nghĩa cũ. Nếu anh ta còn sống thì đứa con gái lớn của cô ấy cũng có chỗ dựa. Trong suốt 5 năm kể từ khi chia tay với Trương Lượng, cô ta cũng không liên lạc gì với chồng cũ vì luôn cho rằng Trương Lượng vẫn đang trốn truy nã thôi. Khi cảnh sát tới nơi, cô ta mới biết Trương Lượng đã bị sát hại rồi. Lãnh Tiểu Yến nói lý do lúc đó chia tay với Trương Lượng là vì khuyên nhủ mãi mà Trương Lượng nhất quyết không chịu đi đầu thú. Thậm chí vì chuyện này mà hai bên mâu thuẫn, Trương Lượng còn đánh cô ta nữa. Cuộc sống khi đó rất mệt mỏi, trốn chui trốn lủi, tiền thì không có. Lãnh Tiểu Yến không muốn sống những ngày tháng trốn chạy khắp nơi như thế nữa. Vì vậy sau một lần cãi nhau, cô ta đã thu xếp đồ đạc bỏ về quê nhà ở Tứ Dương, Giang Tô. Còn việc cô ta không liên lạc với gia đình chồng để hỏi han về con gái thì Lãnh Tiểu Yến giải thích như sau. Lúc mà cô ta và Trương Lượng chia tay thì con gái của cô ta vẫn đang ở Hà Bắc và được bố mẹ Trương Lượng nuôi dưỡng. Cô ta đã đề cập xin đón con gái về nuôi, nhưng đều bị ông bà Trương từ chối, nên Lãnh Tiểu Yến cũng không liên lạc nữa. Sau đó cô ta gặp được người chồng hiện tại, kết hôn và sinh con, cũng muốn đoạn tuyệt luôn với mối quan hệ cũ. Bây giờ khi cảnh sát hỏi, thì về cái chết của Trương Lượng, cô ta có nghi ngờ một người, đó là người anh kết nghĩa của Trương Lượng. Nhưng Lãnh Tiểu Yến nói rằng, cô ta không nhớ được người đàn ông đó tên gì, chỉ biết rằng Trương Lượng nói là anh kết nghĩa sống ở Côn Sơn. Trương Lượng đã hai lần dắt Lãnh Tiểu Yến đến gặp người đó, đều là hẹn nhau ở một quán cà phê, nên cô ta cũng chẳng biết nhà. Khi cùng Trương Lượng gặp người đàn ông đó, Lãnh Tiểu Yến đã linh cảm có gì đó không an toàn lắm. Vì cô ta thấy người anh kết nghĩa này quá thông minh, nghe nói anh ta từng đi tù về tội chiếm đoạt tài sản. Anh ta đã lừa được một số tiền rất lớn. Cách nói chuyện và cử chỉ của anh ta đều toát ra một điều gì đó đáng sợ và không tầm thường. Trực giác đã mách bảo Lãnh Tiểu Yến rằng kẻ này rất nguy hiểm, nên cô ta nhắc nhở Trương Lượng là nên tránh xa người đàn ông đó ra. Nhưng bây giờ, Lãnh Tiểu Yến không nhớ được tên, địa chỉ của anh ta cũng không có. Thêm nữa, giữa cô ta, Trương Lượng và người đàn ông đó cũng không có bạn chung. Vậy giờ phải làm sao để tìm được người này ở Côn Sơn? Nghĩ ngợi thêm một lát, Lãnh Tiểu Yến nhớ ra là Trương Lượng từng nói đã quen người anh kết nghĩa này khi thụ án tù chung với nhau, tức là bạn cùng phòng giam. Trương Lượng còn kể rằng người anh kết nghĩa này quê gốc thì ở An Huy. Anh ta rất giỏi. Sau khi ra tù, không những lấy được vợ đẹp mà còn có một công việc ổn định,
và đã mua được nhà ở Côn Sơn luôn rồi. Khi hỏi về ngoại hình của người đàn ông khả nghi đó, Lãnh Tiểu Yến nói là nhiều năm qua rồi, giờ thì chỉ có thể miêu tả sơ sơ đặc điểm ngoại hình là mặt tròn, cao khoảng 1m8, bụng bia, lớn tuổi hơn Trương Lượng một chút, răng hơi hồ nữa. Tuy thông tin mà Lãnh Tiểu Yến cung cấp còn hạn chế, nhưng cảnh sát rất mừng rỡ. Cảnh sát lập tức đến nhà tù nơi Trương Lượng từng thụ án để tiến hành xác minh, điều tra từng người đã ở chung phòng giam với Trương Lượng vào bất cứ thời điểm nào trong 3 năm thụ án. Cảnh sát đã sàng lọc sơ bộ được hơn 30 người từng ở chung phòng trong nhà tù với Trương Lượng từ danh sách 3.800 tù nhân thụ án vào giai đoạn đó. Tiếp theo họ lại tìm những người sau khi ra tù thì sống ở Côn Sơn, rồi sàng lọc theo ngoại hình và tìm được một người đàn ông rất phù hợp tên là Từ Sâm. Từ Sâm năm đó 41 tuổi, anh ta có nhà ở Côn Sơn và nhà của anh ta cách địa điểm cây cầu bê tông vứt xác chỉ khoảng 2 km. Vào năm 2011 thì khu vực đó khá vắng vẻ. Nếu ban đêm sử dụng xe máy hoặc xe điện để chở thi thể đi tới hiện trường cũng tương đối gần, tương đối thuận tiện. Không chỉ vậy, ngoại hình của Từ Sâm cũng rất phù hợp với miêu tả trước đó của Lãnh Tiểu Yến. Anh ta cao lớn, khoảng 1m8, miệng cũng hơi hô. Ngoài ra còn có một nghi vấn lớn hơn nữa. Đó là khi kiểm tra kỹ thông tin về Từ Sâm, cảnh sát phát hiện năm đó anh ta bị kết án tù là vì tội trộm cắp tiền từ thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, và thủ đoạn trộm cắp thì lại rất giống như vụ án thẻ tín dụng mà Trương Lượng đã thực hiện sau này. Cảm giác cứ y như là Trương Lượng là đệ tử chân truyền của Từ Sâm vậy. Lúc mà Từ Sâm bị kết án thì các quy định pháp luật liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thẻ ngân hàng vẫn chưa rõ ràng, nên chỉ ghi chung chung là án lừa đảo. Và kiểu lừa đảo như thế ở Côn Sơn vào năm 2009 lúc bấy giờ rất là ít người có thể làm được. Với trình độ của Trương Lượng lúc đó, anh ta không có trình độ về công nghệ thông tin. Cảnh sát cho rằng là Trương Lượng không thể làm được kiểu lừa đảo thẻ tín dụng như thế nếu không có đồng phạm. Hơn nữa, mặc dù thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thì tinh vi như vậy, nhưng lại khá ngờ nghịch khi đi rút tiền không hề đeo khẩu trang hay đội mũ, lại còn chuyển tiền vào tài khoản của vợ là Lãnh Tiểu Yến. Kiểu như ngáo ngáo sao đó, không giống như người có đủ năng lực và đủ xảo quyệt để thực hiện vụ chiếm đoạt tài sản đó. Vậy nên bây giờ, khi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cảnh sát khá chắc chắn những chiêu trò lừa đảo này khả năng là do Từ Sâm dạy lại cho Trương Lượng. Từ Sâm tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin của một đại học trọng điểm nên rất rành về công nghệ. Thực tế, trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo thẻ tín dụng năm đó, cảnh sát từng nghi ngờ Trương Lượng chắc chắn có đồng phạm. Nhưng vì chưa bắt được Trương Lượng cũng không nắm được chứng cứ nào khác, cho nên không có cách nào tìm ra Từ Sâm. Giờ thì xem ra, đồng phạm của Trương Lượng rất có thể là Từ Sâm. Theo như điều tra, Từ Sâm sau khi ra tù đã ở lại Côn Sơn, mua nhà rồi kết hôn, sinh được một đứa con. Còn Trương Lượng sau khi lừa đảo thẻ tín dụng vào cuối năm 2009 thì đã chạy trốn khắp nơi. Sau khi kiểm tra lịch sử viễn thông của Từ Sâm trong khoảng thời gian này, cảnh sát thấy rằng giữa Từ Sâm và Trương Lượng hoàn toàn không có liên lạc gì với nhau. Nhưng họ lại tìm được từ lịch sử viễn thông của Từ Sâm có một số điện thoại lạ, liên tục gửi nhiều tin nhắn đe dọa liên quan đến tiền nong và nhắc tới các vụ lừa đảo thẻ tín dụng và bị truy nã. Trong đó tin cuối cùng được gửi vào lúc 3 giờ 20 phút chiều ngày 16 tháng 11, tức là chỉ nửa ngày trước thời điểm tử vong của Trương Lượng. Kể từ thời điểm đó, SIM điện thoại của người lạ này không còn liên lạc nữa. Vậy thì người dùng số SIM đó có lẽ nào là Trương Lượng? Để làm rõ rốt cuộc Từ Sâm có tham gia vào vụ án lừa đảo thẻ tín dụng năm đó hay không, và liệu cái chết của Trương Lượng có liên quan đến anh ta hay không, cảnh sát quyết định sẽ phải trực tiếp thẩm vấn Từ Sâm. Nhưng vì Từ Sâm rất khôn ngoan, lại từng có án tích, để tránh rút dây động rừng, nên cảnh sát quyết định tiến hành bắt giữ, đưa về đồn thẩm vấn thêm. Từ Sâm khi đó đang làm nhân viên kỹ thuật cho một nhà máy điện tử gần nhà. Cảnh sát nhanh chóng lên kế hoạch bắt giữ anh ta. 3 giờ 50 phút chiều ngày 1 tháng 6 năm 2017, cảnh sát mặc thường phục đến công ty điện tử. Họ nhờ người trưởng phòng quản lý nhân sự của nhà máy điện tử gọi cho Từ Sâm, nói anh ta ra ngoài sân có chút việc. Khi nhìn thấy Từ Sâm đã đi ra tới gần giữa sân, ở một khoảng tương đối trống trải và dễ bắt giữ, cảnh sát lập tức khống chế Từ Sâm. Khi đó, Từ Sâm rất sững sờ, không nói gì cả. Dường như không ngờ đã sau 6 năm rưỡi rồi mà cảnh sát vẫn tìm ra hắn ta.
Sau khi bị còng tay, chùm đầu và đưa lên xe, thì tâm lý của Từ Sâm suy sụp rất nhanh. Chúng ta đang xem đoạn phim tư liệu khi cảnh sát ngồi xung quanh và bắt đầu cuộc thẩm vấn nhanh trên xe. Từ Sâm vẫn chối tội, nói không hiểu tại sao lại bị bắt, luôn miệng bảo cảnh sát đã bắt nhầm người rồi. Khi nhắc tới cái chết của Trương Lượng, thì Từ Sâm vẫn liên tục phủ nhận không liên quan, không biết gì cả. Khi cảnh sát hỏi về số điện thoại lạ đã từng liên lạc với Từ Sâm để đe dọa và nói về việc chiếm đoạt tài sản từ thẻ tín dụng, đồng thời còn nói thêm là tin nhắn cuối cùng của số điện thoại đó cũng rất gần thời điểm tử vong của Trương Lượng theo báo cáo pháp y xác định, thì Từ Sâm không trả lời được mà chỉ im lặng. Sau nhiều lần thẩm vấn, cuối cùng Từ Sâm cũng thừa nhận việc hắn ta đã sát hại Trương Lượng và nói là phải làm như vậy cũng do bất đắc dĩ, do bị dồn vào đường cùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời khai của Từ Sâm về nguyên nhân và quá trình hắn sát hại nạn nhân nhé. Vài năm trước, Từ Sâm và Trương Lượng đều là những phạm nhân bị đưa từ Côn Sơn đến nhà tù Đinh Sơn để thụ án. Hai người ở chung phòng giam với nhau hơn một năm. Trương Lượng thấy Từ Sâm học vấn cao, là kẻ dính án lừa đảo chứ không phải trộm cắp, cướp giật như phần lớn các phạm nhân trong phòng. Vậy nên Trương Lượng rất là kính nể Từ Sâm, kiểu như là dành sự tôn trọng cho tội phạm trí thức có trình độ học vấn như vậy. Vì Từ Sâm lớn tuổi hơn nên Trương Lượng đã xin nhận Từ Sâm làm anh kết nghĩa. Mối quan hệ của hai người lúc bấy giờ tương đối thân thiết, ăn ngủ đều cùng nhau. Và khi ở chung hơn một năm thì Từ Sâm mãn hạn tù trước. Vì Từ Sâm có trình độ đại học, cũng rất có thực lực, tuy là từng đi tù nhưng không phải là những án như đánh nhau, gây thương tích hay cướp tài sản. Nói chung không phải án bạo lực và manh động, nên cũng không bị kỳ thị lắm. Sau khi ra tù đã hòa nhập cộng đồng khá tốt, tìm được một công việc ổn định. Trong thời gian này, hắn ta kết hôn, còn có một đứa con. Một năm sau, Trương Lượng cũng ra tù, khi đó lập tức tìm đến ông anh kết nghĩa. Trương Lượng khi đó không có việc làm nên thường vay tiền của Từ Sâm. Nghĩ đến tình nghĩa cũ nên Từ Sâm cũng cho Trương Lượng vay tiền mấy lần, nhưng không lần nào trả lại. Trong quá trình ở chung phòng giam, Trương Lượng biết Từ Sâm vì tội trộm cắp tiền trong thẻ ngân hàng của người khác mà bị ngồi tù, cho nên sau khi lang bạt một thời gian dài nữa vẫn không ổn định được cuộc sống, lại thêm gánh nặng vợ con. Vậy nên tới cuối năm 2009, Trương Lượng lại tìm tới Từ Sâm, muốn nhờ Từ Sâm có thể dạy cho anh ta cách trộm cắp tiền từ thẻ ngân hàng. Từ Sâm khi đó không muốn phạm pháp nữa, vì cuộc sống hiện tại đã ổn định rồi, tiền bạc đủ dùng là được rồi, có vợ có con, không muốn mạo hiểm phạm pháp nữa. Nhưng Trương Lượng thì khi đó trắng tay, lại tiêu xài tương đối hoang phí, luôn cần tiền, cho nên liên tục năn nỉ và xúi giục Từ Sâm quay lại nghề cũ, làm thêm một vụ nữa lấy một số tiền kha khá. Trương Lượng năn nỉ Từ Sâm hãy giúp anh ta kiếm một ít vốn làm ăn, chứ bây giờ người tù tội cướp giật như anh ta không ai muốn nhận, không xin được việc. Và đồng thời còn hứa là tất cả rủi ro anh ta sẽ gánh chịu, nếu có bị bắt cũng chỉ một mình đi tù, chứ nhất quyết không khai ra Từ Sâm. Để thể hiện thành ý, Trương Lượng còn đi mua một sim điện thoại khác không đăng ký bằng tên anh ta, chỉ dùng để liên lạc riêng với Từ Sâm. Nói rằng nếu như anh ta bị bắt thì từ số điện thoại chính, cảnh sát cũng không bao giờ có thể tìm thấy mối liên hệ nào giữa Từ Sâm và anh ta. Đồng thời hứa sẽ chia cho Từ Sâm một khoản tiền kha khá. Từ Sâm sau khi do dự vài lần, cuối cùng cũng đồng ý. Từ Sâm khi đó đang nghiên cứu lại cách thức để lấy mật khẩu và cách rút tiền. Bởi vì sau mỗi lần mà lừa đảo thì ngân hàng sẽ nâng cấp bảo mật lỗi đó, vậy nên phải tìm được lỗ hổng mới. Từ Sâm sau khi tìm ra cách đã nói cách thức thao tác cho Trương Lượng, bảo Trương Lượng hãy tự làm, chứ hắn sẽ không nhúng tay vào. Vì thế mà các camera rút tiền chỉ ghi lại hình ảnh của Trương Lượng, chứ hoàn toàn không có manh mối nào để truy tới Từ Sâm. Cứ như vậy, với sự hướng dẫn của Từ Sâm, Trương Lượng đã lấy được 50.000 tệ trong lần đầu tiên ra tay. Số tiền này khoảng 175 triệu tiền mình so với tỷ giá hiện tại. Lúc đó Trương Lượng liền đưa ngay cho Từ Sâm 30.000 tệ để tỏ lòng biết ơn, còn bản thân anh ta thì chỉ lấy 20.000 tệ. Nhưng mà chẳng bao lâu sau thì Trương Lượng lại tiêu hết tiền. Anh ta lại tìm đến Từ Sâm, hy vọng Từ Sâm có thể giúp anh ta thêm một lần nữa, tạo ra một link khác để lấy mật khẩu của những người chơi chứng khoán. Lần này thì Từ Sâm lại từ chối, nhưng sau khi Trương Lượng thuyết phục và hứa hẹn sẽ cho nhiều tiền hơn, cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ, lại giúp Trương Lượng thêm 2 lần, tổng cộng thu được hơn 180.000 tệ, là khoảng hơn 600 triệu đồng. Và trong lần này,
Do có một tài khoản có số tiền khá lớn không thể rút hết, nên Trương Lượng tiếc của đã chuyển 60.000 tệ vào tài khoản của Lãnh Tiểu Yến. Chính vì vậy mà dẫn đến danh tính của Trương Lượng bị bại lộ, trở thành đối tượng bị cảnh sát Côn Sơn truy nã. Từ Sâm khi phát hiện ra pha chơi ngu của đệ tử chân truyền thì đã quá muộn. Khi đó vừa giận vừa lo việc cả hai thầy trò sẽ lại sổ khám chung với nhau, liền nói với Trương Lượng rằng bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy rồi, Trương Lượng đã bị phát hiện và truy nã, khả năng cao sẽ bị bắt. Thôi thì hãy vứt cái sim mới mua đi, đưa cho Trương Lượng 10.000 tệ làm tiền tàu xe, là khoảng hơn 30 triệu tiền mình. Và nói là kể từ bây giờ thì tình nghĩa đôi ta chấm dứt từ đây, đừng gọi điện, nhắn tin gì nữa, không thì cả hắn cũng sẽ bị liên lụy theo. Sau khi nghe vậy, Trương Lượng đã cầm 10.000 tệ rời khỏi Côn Sơn. Nhưng anh ta không cắt đứt liên lạc với Từ Sâm như đã hứa. Không lâu sau, lại liên lạc với Từ Sâm, hỏi vay Từ Sâm một ít tiền. Lúc đầu Từ Sâm cũng đồng ý cho vay một khoản tiền mấy chục nghìn tệ. Nhưng chuyện này bị vợ của Từ Sâm phát hiện. Sau đó còn biết được Từ Sâm lén lút cho Trương Lượng vay tiền và nhiều lần Trương Lượng không trả lại, nên không muốn chồng liên quan gì tới Trương Lượng nữa. Kể từ đó, Từ Sâm đã không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của Trương Lượng. Sau khi bị Từ Sâm cắt đứt liên lạc, Trương Lượng bắt đầu liên tục đòi tiền và từng đe dọa Từ Sâm, nói rằng nếu không đưa tiền, anh ta đi đầu thú và khai hết chuyện hai người cùng nhau đi trộm cắp tiền từ thẻ tín dụng vào năm 2009. Còn nhắn tin chửi mắng Từ Sâm rằng bây giờ anh được sống sung sướng rồi, có vợ có con rồi, còn mua nhà ở Côn Sơn nữa. Anh nhìn tôi bây giờ xem, sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi, vợ tôi cũng bỏ đi rồi, tiền lại không có. Nếu anh không đưa tiền cho tôi, thì tôi đi đầu thú, đi tố cáo anh. Trước sự đe dọa của Trương Lượng, thì Từ Sâm rơi vào thế khó. Bởi vì nếu đi đầu thú, thì lại đi tù một lần nữa, sợ rằng gia đình sẽ tan nát. Còn không đầu thú, thì bị Trương Lượng dồn ép mãi. Khi đó hắn ta không biết phải xoay sở như thế nào. Sau khi bị đe dọa tống tiền hết lần này đến lần khác, Từ Sâm cảm thấy không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy nữa. Tháng 12 năm 2011, nhân lúc vợ đưa con đi Thượng Hải về thăm bố mẹ đẻ, Từ Sâm muốn giải quyết dứt điểm chuyện này với Trương Lượng. Vậy nên vào ngày 16 tháng 12 năm 2011, buổi sáng mùa đông hôm đó cũng chính là ngày xảy ra án mạng, Từ Sâm nhân lúc vợ con vắng nhà đã gọi Trương Lượng đến nhà của hắn ở Côn Sơn, định thương lượng với Trương Lượng lần nữa để chấm dứt mọi chuyện. Hắn đã nói với Trương Lượng rằng giờ hắn đã có vợ con, tiền bạc thì cũng chỉ đủ sống qua ngày chứ không dư giả lắm. Xin Trương Lượng buông tha cho hắn, đừng ép người quá đáng nữa. Nhưng Trương Lượng không những không đồng ý với yêu cầu của Từ Sâm, thậm chí còn nói rằng giờ vợ cũng bỏ đi rồi, công việc thì không có, phải chạy trốn khắp nơi như vậy, chi bằng ở lại luôn nhà Từ Sâm không đi nữa. Lúc đó không làm thế nào được, hai người cãi nhau to, bất đắc dĩ Từ Sâm đành để Trương Lượng ở lại nhà. Nhưng lúc đó chỉ còn một ngày nữa là vợ Từ Sâm sẽ lại từ Thượng Hải trở về nhà. Từ Sâm không thể để một người mà vợ mình ghét như xúc đất đổ đi lại dọn tới ở luôn trong nhà mình được. Để vợ về phát hiện ra là tới công chuyện luôn, là bão bay nóc liền. Từ Sâm thấy rằng chuyện này nhất định phải giải quyết. Nhưng Từ Sâm vốn hiểu tính Trương Lượng rất ngang ngạnh. Hơn nữa, Trương Lượng là người có án tích, không phải án lừa đảo, là án trộm cướp và đánh người gây thương tích, rất manh động. Nên Từ Sâm cũng hơi dè chừng. Chiều tối hôm đó, khi tan ca làm, thì Từ Sâm lấy một cái mỏ lết bằng sắt từ nhà máy mang về, tính là sẽ khuyên nhủ Trương Lượng rời đi, còn nếu không được thì sẽ xử lý luôn để tránh phiền phức về sau. Lúc đó trên đường về, để lấy lòng Trương Lượng thì Từ Sâm còn ghé vào một hàng mì và mua cho Trương Lượng một bát mang về. Nhưng vừa về đến nhà, Trương Lượng lại bắt đầu hỏi tiền, nói Từ Sâm nếu đưa 60.000 tệ để bù vào số tiền đang bị đóng băng trong tài khoản của Lãnh Tiểu Yến, để anh ta có tiền bỏ trốn thì sẽ rời đi. Từ Sâm khi nghe nhắc tới số tiền 60.000 tệ đang đóng băng thì hắn càng sôi máu, bởi chính số tiền này là do Trương Lượng chuyển vào tài khoản của Lãnh Tiểu Yến mà bị bại lộ danh tính, giờ lại còn muốn hắn phải bù lại số tiền này. Hơn nữa, Từ Sâm hiện tại không có nhiều như thế, chỉ có 5.000 tệ thôi, nên nói Trương Lượng cầm lấy làm tiền tàu xe rồi đi đi. Hai bên tranh cãi với nhau kịch liệt, Trương Lượng nói nhất quyết không đủ tiền là không chịu đi, nói mọi việc tới nước này là do Từ Sâm hại anh ta, lôi anh ta vào việc phạm pháp và bị truy nã lần nữa. Khi đó Từ Sâm tức quá, cầm chiếc mỏ lết đánh liên tục vào đầu Trương Lượng. Trương Lượng không kịp phản ứng liền bị đánh gục
Từ Sâm lại đập thêm vài nhát vào đầu và mặt Trương Lượng cho đến khi Trương Lượng tắt thở. Sau khi sát hại Trương Lượng, Từ Sâm bình tĩnh kéo thi thể vào nhà tắm, rồi tiếp tục quay trở lại nhà máy làm việc và cất hung khí vào kho. Đến đêm hôm đó, khi trở về nhà, nghĩ tới việc Trương Lượng đã bị truy nã, nên hắn đã chặt hai bàn tay nạn nhân để tránh nếu thi thể bị phát hiện sớm thì cảnh sát cũng không lấy được dấu vân tay. Rồi hắn chờ đến 2 giờ sáng, thấy ngoài đường vắng vẻ, không còn ai, mới bọc thi thể vào trong một cái túi vải, chở bằng xe máy mang tới cây cầu xi măng ở con kênh gần đó để phi tang. Từ Sâm nói rằng hắn muốn ném xác ở nơi xa hơn, nhưng do không có ô tô mà phải chở bằng xe máy, sợ người khác phát hiện nên đành phải chọn cách ném xuống con kênh gần đó. Khi tới cây cầu, lúc đang định ném nạn nhân xuống kênh, hắn ta lại nghĩ là từ trang phục trên người nạn nhân thì có thể người quen, bạn bè hoặc gia đình anh ta sẽ nhận ra, nên hắn lột hết quần áo của Trương Lượng, đặt tạm vào chỗ để chân của xe máy, rồi mới ném xác xuống sông. Rồi sau đó Từ Sâm lái xe trở về. Nhưng khi về tới nhà, thấy mất cái áo, chỉ còn quần và chiếc túi vải khi nãy hắn bọc xác của nạn nhân. Hắn không biết là chiếc áo đã rơi ở đâu, cũng không dám quay lại tìm. Bây giờ chúng ta đang xem đoạn tư liệu ngày 2 tháng 6 năm 2017. Từ Sâm chỉ nơi mà hắn ta sát hại Trương Lượng ở trong nhà. Tiếp sau đó, hắn dẫn cảnh sát tới con đường mà hắn ta đã chôn hai bàn tay của nạn nhân ở một bụi cây rậm rạp. Sau khi đào lên, đã tìm được xương bàn tay của người trưởng thành. Xét nghiệm DNA cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với thi thể của Trương Lượng. Cùng với đó, cảnh sát kiểm tra giả soát tất cả tin nhắn giữa Từ Sâm và số điện thoại sim giác của Trương Lượng. Họ đã xác nhận lời khai của Từ Sâm là chính xác. Tháng 2 năm 2018, Từ Sâm bị kết án tử hình cho tội ác của hắn. Trong vụ án này, trước tiên tạm thời chúng ta gác tạm yếu tố phi pháp sang một bên đã nhé. Để Duy phân tích mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân, chỉ là để tạm sang vậy thôi. Một lát Duy sẽ bê lại vào sau ạ. Chúng ta có thể thấy, đối với Trương Lượng, từ lúc cả hai còn ở tù cho tới khi ra tù, Từ Sâm có đủ tốt không ạ? Quá tốt. Nhiều lần cho vay tiền, không lấy lại được. Rồi Trương Lượng không có việc làm, không có trình độ. Năn nỉ mãi, hắn lại giúp Trương Lượng trộm tiền từ thẻ tín dụng. Ngược lại với cách cư xử của Từ Sâm, Trương Lượng không chỉ vi phạm lời hứa lúc đầu, mà còn liên tục hỏi tiền Từ Sâm, rồi tống tiền nếu không sẽ tố cáo vụ việc phạm pháp này để cả hai cùng đi tù. Thực ra bởi vì thời điểm đó, Trương Lượng chẳng có gì để mất. Vợ thì đã bỏ đi, công việc thì không, tiền bạc cũng không, vốn chẳng có gì. Nhưng Từ Sâm thì lại có tất cả. Có lẽ có một chút đố kỵ khiến Trương Lượng sau đó lại cho rằng anh ta phạm pháp và sống khổ sở như vậy là vì Từ Sâm. Bởi vì Từ Sâm cũng nhận tiền từ thẻ tín dụng mà Trương Lượng chia cho mà. Vậy nhưng chỉ có Trương Lượng phải bỏ trốn, phải gồng gánh tội danh thay cho Từ Sâm. Kiểu như hai thằng cùng phạm tội, nhưng chỉ một thằng chịu tội, phải trốn chui trốn lùi, khổ sở. Chính cái tâm lý này khiến cho càng lúc Trương Lượng càng bất mãn, liên tục uy hiếp Từ Sâm. Còn Từ Sâm thì muốn thương lượng để giữ vững được tổ ấm của hắn. Vậy nhưng bao nhiêu cũng là không đủ. Hắn cảm thấy dường như Trương Lượng muốn dồn hắn vào đường cùng. Điều đó khiến cho Từ Sâm dần dần có một suy nghĩ độc ác rằng giết Trương Lượng cũng là một sự giải thoát để kết thúc tất cả mọi chuyện. Chấm dứt được việc bị đe dọa, kết thúc những phiền phức và rủi ro mà Trương Lượng có thể mang tới. Xét về tình nghĩa ban đầu là mối quan hệ bạn bè, là anh em kết nghĩa. Nhưng vì quyền lợi, vì đố kỵ, vì nghĩ nắm được điểm yếu của Từ Sâm mà dồn ép, cuối cùng nhận lấy một cái kết thật đắng cho cả hai người. Bây giờ, nếu giáp lại yếu tố pháp luật vào, chúng ta có thể thấy, Từ Sâm sau khi tù tội, với nỗ lực làm lại cuộc đời, và thực sự hắn ta đã làm được, nhưng chỉ cho tới khi Trương Lượng ra tù thôi. Việc Từ Sâm giúp đỡ Trương Lượng tạo những link độc để lấy mật khẩu tài khoản, giúp Trương Lượng trộm cắp tiền từ thẻ tín dụng. Chúng ta thử nghĩ chỗ này một chút, là nếu Trương Lượng không hứa hẹn sẽ cho Từ Sâm một số tiền, tức là cho quyền lợi, không hứa hẹn việc sẽ nhận hết trách nhiệm nếu bị phát hiện, thì liệu Từ Sâm có giúp Trương Lượng không? Duy nghĩ, chính những lời hứa hẹn đó đã thực sự có ma lực về cả quyền lợi và cũng miễn trừ trách nhiệm rủi ro, làm cho Từ Sâm bị dao động. Và một lần nữa, Từ Sâm phạm pháp. Khi tay mà đã nhúng chạm rồi, thì Từ Sâm lại bị đe dọa ngược bởi chính người mà hắn ta cho rằng hắn đã tốt bụng, đã giúp đỡ. Từ đó cả hai trong lòng đều có những bất mãn với nhau. Một kẻ thì cho rằng ăn chia tiền với nhau nhưng trách nhiệm một mình phải gánh. Một kẻ thì cho rằng
mình đã giúp bạn nhưng lại bị đe dọa ngược. Lời hứa lúc trước của Trương Lượng chỉ là một người dám hứa và một người dám tin mà thôi. Khi lâm vào hoàn cảnh khốn khó, lời hứa đó chẳng có nghĩa lý, giá trị gì nữa cả. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các khán thính giả. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.